Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Twitter Mantis, một dòng xe đạp mang kích thước bánh bánh là 29 inch, khung nhôm và được trang bị bộ chuyển động là Shimano Atus với 9 tầng líp và 3 tầng đĩa. Thì giá của chiếc xe như các bác đã nhìn ở trên phần tiêu đề thì giá đang bán tại cửa hàng em với mức giá cực kỳ là tốt các bác nhé. Phải nói là một chiếc xe đạp đáng mua nhất trong cái tầm giá em đang bán chỉ còn là 6,8 triệu. Đấy, một chiếc xe đạp địa hình khung nhôm, dây dợ là toàn bộ đã được chạy âm sườn, từ thương hiệu Twitter các bác nhé, model là Mantis đây. Đấy, khung nhôm sơn si thì các bác có thể nhìn trên hình và đánh giá cực kỳ là đẹp. Đấy, vẫn còn những cái nốt thể hiện là độ bóng của xe rất là tốt các bác nhé, và cũng cực kỳ là ít xước sát, rất là ít xước sát các bác nhé. Bánh bánh 29 inch, trang bị phanh dầu luôn các bác nhé, phanh dầu. Đấy, rồi thì bộ chuyển động là Shimano Atus. Trong cái phân khúc giá này thì tôi nghĩ là cái bộ chuyển động Atus là cũng cực kỳ là ngon rồi. Đấy, 9 tầng líp các bác nhé, 9 líp và 3 đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Vành bánh 29 inch, các bác nhìn lốp này rất là mới các bác nhé, lốp sử dụng là lốp của Kenda. Bản lốp này là em đang tìm cái thông số lốp. Đây các bác nhá, thông số là 29x195 các bác nhá. Thì cái vành bánh 29 này nó tương đương với cả bánh 700C. Đây, thì nó là cái dạng là 700C x 50C các bác nhá. Đấy, 700 với cả 29 thôi. Lắp vừa là hết cho nhau các bác nhá. Đấy, vành Retropec. Hãng phụ tùng này thì các bác mà hay chơi xe những cái dòng sản phẩm của Twitter thì cũng biết là cái hãng Retropec này nó là một cái hãng sản xuất phụ tùng riêng dành cho Twitter và VSIP đó nhé. Khung sườn toàn bộ xe là nguyên zin hết 100% các bác nhé, kể cả những cái chi tiết như mặt cái mã bắt ghi đông hay là ghi đông rồi đến cọc yên rồi yên các bác nhé, toàn bộ là nguyên zin nguyên bản hết 100%. Một con xe cực kỳ đáng mua trong tầm giá các bác nhé. Đấy, khung nhôm này, dây chạy âm sườn, vành bánh 29 inch này, đấy, bộ chuyển động 9 níp 3 đĩa rồi phanh dầu, ổ bi cũng là bi vòng luôn các bác nhé, xài bi vòng bạc đạn luôn các bác nhé. Đấy, rất là ngon. Đấy, 8,6 triệu, 6,8 triệu, rất là rẻ. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 58 cm. Thì size của chiếc xe là size M các nhé, size cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến khoảng 75-76 đi là phù hợp. Đây là bộ chuẩn động các bác nhé, chuẩn động là Shimano Atus với 9 tầng lít và 3 tầng nữa đạp, cho xe có 27 tầng khác nhau. Trong cái tầm giá này mà dùng bộ Atus thì cũng đang là có cực kỳ ngon rồi. Rất mượt mà các bác nhé.
Giá bán như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.